Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện bài thực hành 5 của môn quản trị hệ thống. Ở câu 1 của bài thực hành này thì chúng ta sẽ triển khai dịch vụ web sử dụng Docker, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái container, một cái máy ảo Docker và chúng ta chạy dịch vụ web trên cái máy ảo Docker đó. Thì để thực hiện câu 1 này thì chúng ta phải cấu hình mạng làm sao cho máy ảo có thể giao tiếp được với máy vật lý và kết nối được vào Internet. Có nghĩa là chúng ta phải hoàn thành câu 2 của bài thực hành 4 là chúng ta cấu hình mạng thành công. Ta thực hiện lại lệnh Network Manager COI để ta kiểm tra thông tin về địa chỉ IP, gateway và DNS của máy CentOS. Thế đây chúng ta sẽ có IP của máy CentOS đó là 192.168.55.250. Từ máy Windows thì chúng ta ping tới máy CentOS để coi máy Windows có thể kết nối mạng được tới máy CentOS chưa. Thì đây là máy Windows đã kết nối được tới máy CentOS. Từ máy CentOS ta ping tới Google để xem coi là máy CentOS đã kết nối được vào Internet chưa. Thì ở đây thì máy CentOS cũng đã kết nối được vào Internet. Trong trường hợp mà máy ảo và máy vật lý chưa kết nối mạng được với nhau và máy ảo chưa kết nối ra được Internet thì chúng ta phải kiểm tra lại để đảm bảo rằng là kết nối mạng là thông suốt thì chúng ta mới thực hiện được các câu tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta tạo ra một cái thư mục My Web và trong thư mục My Web này thì chúng ta tạo ra một cái trang web đơn giản có tên là index.html thì chính là cái nội dung của cái file index ở câu 6 bài thực hành 4. Chúng ta đã làm ở bài thực hành 4 thì chúng ta cứ tạo lại cái file thôi. Nếu ta có sẵn có file thì chúng ta cứ sử dụng lại thôi. Thì ở đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn là cái file index trong cái thư mục MyWeb. Để các công việc tiếp theo có thể diễn ra thuận lợi thì chúng ta cần tắt cái tường lửa ở trên máy ảo CentOS. Thì chúng ta thực hiện lệnh system CTL, chúng ta tắt cái tường lửa firewall đi đi. Chúng ta có thể kiểm tra lại cái trạng thái tường lửa để đảm bảo rằng nó đã tắt. Rồi chúng ta thoát khỏi cái thông báo. Rồi như thế là xong cái phần chuẩn bị. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Docker lên trên máy ảo CentOS 9. Thì hiện nay trên hệ điều hành CentOS 9 đó thì đã có Postman. Postman đó là một cái nền tảng ảo hóa cũng cho phép chúng ta thực hiện ảo hóa ở mức độ hệ điều hành. Có nghĩa là cho phép chúng ta tạo ra các cái container cũng tương tự như Docker. Thì tuy nhiên mặc dù là Postman thì nó sẽ có một số cái ưu điểm so với Docker, như hiện nay thì Docker vẫn phổ biến hơn và có số lượng người dùng đông đảo hơn. Do đó thì trong bài thực hành này thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Docker. Thì đầu tiên thì chúng ta phải gỡ bỏ cái Postman ở trên máy ảo CentOS 9. Không thôi thì nó sẽ đụng độ với cái Docker. Thì chúng ta thực hiện lệnh DNF remove để chúng ta remove cái Postman ra khỏi cái máy ảo. Ở đây thì tôi copy lệnh cho nhanh ha. Còn trong trường hợp các bạn sinh viên thì nên gõ lệnh lại để nhớ lệnh. Thì do là Docker thì nó sẽ không có sẵn trong cái repository chuẩn của CentOS. Do đó thì chúng ta sẽ thêm cái repository của cái Docker vào trong công cụ DNF. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đặt các cái công cụ
thuộc gói Zoom U Teams vào trong cái máy ảo CNS chúng ta. Thì ta thực hiện lệnh dnf install để cài đặt thôi. Rồi, chúng ta đã cài đặt thành công các cái công cụ Zoom Utils. Tiếp theo thì chúng ta dùng lệnh Zoom Config Manager để chúng ta thêm một cái repository vào trong DNF. Thì đây là địa chỉ của cái repository mà chứa cái Docker. Thì chúng ta sẽ thêm cái repository này vào danh sách các cái repository của công cụ DNF. Để từ đó thì chúng ta có thể cài đặt cái Docker bằng công cụ DNF. Thì chúng ta thực hiện gõ lệnh này vào. Rồi, lúc này thì chúng ta đã thêm cái địa chỉ, cái repository vào rồi. Rồi, tiếp theo thì chúng ta chỉ cài đặt cái Docker vào. Docker Community Edition vào. Thì ở đây ta có thể dùng lệnh zoom hoặc là lệnh dnf đều được. Rồi, chúng ta đã cài đặt Docker thành công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm cái người dùng Docker. Cái người dùng Docker này là khi mà chúng ta cài đặt Docker vào trong CentOS thì ở đây là cái nhóm Docker, nhóm người dùng Docker. Thì khi mà chúng ta cài đặt cái Docker vào trong CentOS thì cái nhóm người dùng Docker đã được tạo ra. Và để ta sử dụng các lệnh Docker mà không cần dùng quyền sudo đó thì chúng ta sẽ thêm cái người dùng hiện tại vào trong cái nhóm Docker này. Thì đây là cái biến môi trường chứa cái tên người dùng hiện tại, thì chúng ta dùng lệnh usermod để chúng ta thêm người dùng đó vào trong nhóm Docker. Thì cụ thể ở đây nghĩa là chúng ta sẽ thêm người dùng B12567 này vào trong cái nhóm Docker. Khi mà chúng ta thay đổi nhóm người dùng, thêm người dùng vào nhóm mới và hoặc là đưa ra người dùng ra khỏi nhóm mà người dùng đang đăng nhập vào trong hệ thống, thì thông thường là chúng ta phải log out hoặc là log out ra và log on lại thì mới có tác dụng cái việc thay đổi nhóm. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có thể thực hiện lệnh su để chúng ta có thể là log in lại vào cell để mà việc thêm người dùng vào nhóm Docker nó có tác dụng. Chúng ta không cần log out ở trên cái giao diện đồ họa. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái chạy cái dịch vụ Docker lên và cho phép Docker khởi tạo ở tự động chạy khi mà khởi động lại hệ điều hành. Thì ở đây chúng ta có thể là lệnh start và lệnh enable hai lệnh. Chúng ta có thể kiểm tra lại thôi cái trạng thái của cái dịch vụ Docker. Thì lúc này Docker đang running, đang chạy ở trên máy CentOS. Tiếp theo thì chúng ta cần tạo một cái tài khoản ở trên Docker Hub
Docker Hub là một cái môi trường trên Internet thôi, cho phép chúng ta có thể là lưu trữ các cái file image. Các file image đó là các cái template chung để mà chúng ta tạo ra các cái container, đó là các cái máy ảo. Thì chúng ta có thể là tải các image từ ở trên cái Docker Hub về và chúng ta tạo ra các container từ cái image đó. Ta hình dung cái image giống như là một cái khuôn để chúng ta đổ ra các cái container là các máy ảo. Thì ở đây chúng ta sẽ tới Docker Hub để chúng ta tạo một tài khoản nếu như chưa có. Thì ở đây tôi đã có tài khoản rồi thì tôi không cần tạo, còn các bạn chưa có, bạn nào chưa có thì chúng ta cần tạo một cái tài khoản trên Docker Hub. Tiếp theo là chúng ta sẽ đăng nhập vào trong cái Docker Hub bằng cách là thực hiện lệnh Docker login với cái username mà chúng ta vừa tạo ra. À, chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào. Rồi, sau khi đăng đây, lúc này ta đã đăng nhập thành công. Và sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta có thể tương tác với Docker Hub để chúng ta thực hiện các công việc cần thiết. Sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta có thể kiểm tra Docker bằng cách là chúng ta tải một cái image có tên là Hello World ở trên Docker Hub xuống và chúng ta tạo một cái container tương ứng. Thì lúc này thì nếu như mà trên màn hình hiện ra một cái thông điệp chào mừng từ Docker, có nghĩa là chúng ta đã cài đặt thành công, bởi vì chúng ta có thể tải được một cái image từ trên Docker Hub xuống và chúng ta tạo ra một cái máy ảo container từ cái image đó. Thì để mà tải và tạo cái container, tải image và tạo container thì ta thực hiện lệnh là Docker run kèm theo cái tên của cái image. Rồi lúc này thì chúng ta thấy là cái image nó đã được tải xuống trên máy ảo CentOS và tương ứng là một cái container đã được tạo ra và thực thi, và cái nội dung của container là in ra một câu thông báo chào mừng. Tới thời điểm này thì chúng ta đã hoàn tất cái việc cài đặt Docker. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện cái Docker lệnh Docker search để chúng ta tìm ra một cái image có tên là HTTPD. Do ở đây là chúng ta muốn triển khai cái dữ web server trên một cái Docker container thì chúng ta phải cần tìm một cái image tương ứng có trên Docker Hub để chúng ta tải xuống. Thì chúng ta có thể thực hiện lệnh Docker search để chúng ta tìm cái image nào có tên là HTTPD, chính là cái Docker mà cho phép chúng ta triển khai dịch vụ web. Thì chúng ta thấy là hiện nay thì nó có rất là nhiều cái cái image có tên là HTTPD. Thì ở đây chúng ta cứ tải cái anh mặc nhiên mà được cung cấp bởi cái hệ điều hành CentOS. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra một cái container bằng lệnh Docker run. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái tham số trừ d là chúng ta sẽ chạy cái container này ở chế độ background, chế độ nền. Cái tham số trừ IT là cho phép chúng ta tạo ra cái cell để ta tương tác với container, ta ra lệnh cho container. Tham số trừ b là chúng ta sẽ tiến hành là gán một cái cổng, một hay nhiều cổng của cái container ra, một hay nhiều cổng của cái máy CentOS. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái cổng 80 của cái container, do là trong cái container, trong cái máy ảo Docker đó thì cái dịch vụ web nó chạy ở cổng 80, và chúng ta sẽ gán cái cổng 80 đó vào cái cổng 8080
của cái máy SenOS. Tại sao ở đây chúng ta không gắn cổng 80 mà phải gắn cổng 8080? Lý do thì ở đây là chúng ta đã thực hiện cái câu 4, câu 6 của bài thực hành 4 là chúng ta đã cài đặt một cái web server rồi. Ở trên máy ảo SenOS chúng ta thì đã có một cái dịch vụ web server đang chạy. Ta có thể kiểm tra cái trạng thái dịch vụ đó bằng cái lệnh System Control. Thì lúc này chúng ta đang có một cái dịch vụ web chạy trên máy ảo SenOS. Và dịch vụ web này thì nó chạy trên cổng 80. Từ máy vật lý thì chúng ta có thể truy cập đến cái dịch vụ web đó ở cổng 80. Ở đây thì đây tôi nhập vào cổng 80 thì nó cũng chính là cái dịch vụ. Do đó nếu mà chúng ta lại triển khai một cái dịch vụ khác ở cổng 80 nữa thì nó sẽ xảy ra là đụng cổng. Do đó thì lúc này chúng ta sẽ cho cái dịch vụ web của chúng ta mà chạy trong cái máy ảo container của Docker đó là chạy qua cổng 8080 để tránh đụng cổng. Tất nhiên thì chúng ta có thể dừng cái dịch vụ web này lại và chúng ta sẽ cho cái dịch vụ web mới của chúng ta, cái web server mới của chúng ta là chạy ở cổng 80. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta có thể chạy luôn cả hai cái web server và mỗi anh sẽ chạy ở hai cổng khác nhau. Một anh là chạy cổng 80 và một anh là chạy cổng 8080. Tóm lại, ở đây là chúng ta sẽ lấy cái cổng 80 của cái máy ảo Docker gắn vào cổng 8080 của cái máy SenOS. Cái tham số name có nghĩa là chúng ta sẽ đặt cái tên của cái container chúng ta là tên là web server, và cái container này nó sẽ được tạo từ cái image có tên là HTTPD. Thì lúc này thì Docker nó sẽ tiến hành là tải cái image HTTPD từ Docker Hub xuống và nó sẽ tạo cho chúng ta một cái máy ảo, một cái container có tên là web server. Rồi chúng ta sẽ copy cái lệnh này để thực hiện. Các bạn thì gõ vào. Rồi chúng ta sẽ thực hiện lệnh để chúng ta tạo ra một cái container có tên là web server từ cái image tên là HTTPD. Lúc này thì chúng ta đã tải thành công một cái image có tên là HTTPD và chúng ta đã tạo ra một cái container có tên là web server xuống cái máy ảo SenOS. Để kiểm tra bằng cách là truy cập đến cổng 8080 của cái máy ảo SenOS. Thì lúc này chúng ta thấy là nó hiện ra có thông báo là cái web server đang chạy. Ở đây chúng ta cùng truy cập đến cái địa chỉ IP của cái máy ảo SenOS, nhưng nếu ta chạy ở truy cập đến cổng 80 thì nó sẽ tới cái web server mà chúng ta đã cài vào ở câu 6 của bài thực hành 4. Còn nếu như ta chạy ở cổng 80 thì đó là cái web server mà chúng ta chạy trên container. Rồi tiếp theo thì chúng ta tiến hành là chúng ta sẽ copy cái thư mục My Web. Thì ở đầu bài thì chúng ta đã tạo ra một cái thư mục My Web và trong thư mục My Web này thì có cái file index thôi. Cái file index.html. Thì tôi có thể sửa cái file index này để phân biệt với cái file index mà chúng ta làm ở cái bài thực hành 4. Ở đây thì chúng ta sẽ đổi lại cái thông tin của cái tài khoản người dùng, tôi viết ngược lại cái số thứ tự thôi để phân biệt. Và chúng ta lưu lại. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ
copy cái thư mục đó vào trong cái container. Ở đây cái web server này chính là cái tên của container mà chúng ta đã tạo ra. Sau đó dấu hai chấm và địa chỉ của cái thư mục trên cái container mà chúng ta muốn lưu vào, thì ở đây thì cái trên cái máy container này thì cái thư mục mà chứa các website đó là thư mục htdocs và nằm trong cái đường dẫn trên. Thì chúng ta sẽ tiến hành là copy toàn bộ cái thư mục my web và chúng ta bỏ vào trong cái thư mục htdocs này. Và chúng ta đã copy thành công. Lúc này sau khi mà chúng ta đã copy cái thư mục my web thì chúng ta có thể truy cập tới cái trang index trong thư mục my web của cái web server mà chạy trong cái máy ảo Docker. Thì lúc này cái nội dung website là nó sẽ khác với cái website của cái máy, của cái trang web mà chạy ở cổng 80. Vừa rồi là chúng ta đã triển khai một cái dịch vụ web server trên một cái máy ảo container của Docker. Thì thông thường hiện nay thì khi mà chúng ta triển khai các cái dịch vụ thì người ta sẽ triển khai thông qua các cái máy ảo dạng container để thuận tiện trong việc quản lý và cấu hình. Thì ở đây chúng ta đã tạo ra mỗi container, thì chúng ta có thể xem lại các cái danh sách cái container mà có ở trên máy chúng ta bằng lệnh là docker container ls chữ a. Thì lúc này chúng ta thấy là trên máy chúng ta có một cái container có tên là web server và được tạo từ cái image là httpd và nó đang là gán cổng 80 của nó và cổng 8080 của cái máy ảo CentOS. Để dừng một cái container thì chúng ta có thể sử dụng là lệnh docker container stop và tên của container. Thì lúc này ta dừng cái container rồi, ta dừng cái web server trong container rồi, thì lúc này chúng ta không thể không còn truy cập đến được cái dịch vụ web trên cái cổng 8080 nữa. Lúc này nó đã báo là không có connect được tới cái cổng 8080 của cái máy ảo CentOS nữa. Chúng ta có thể chạy lại cái container bằng lệnh start tương ứng. Lúc này cái web server đã được thực thi lên và chúng ta có thể load lại. Vừa rồi là chúng ta đã thực hiện xong cái câu 1 của bài thực hành 5. Thì ở câu này chúng ta đã triển khai dịch vụ web sử dụng một cái máy ảo container thông qua cái nền tảng Docker.